đói thì ăn rồi buồn ngủ thì ngủ thì nó là thuộc về nhu cầu đôi khi mình nói thẳng ra về nhu cầu của mình mình có giao tiếp tốt nhưng mà người đó cũng không đặt tâm ở chỗ mình thì mình có càm rà mỗi ngày mình có thuyết phục người đó cũng không quan tâm tới mình thì đó là do sự lựa chọn của mình ngay từ đầu mỗi người phụ nữ đều có trực giác rất là mạnh họ ừ. sẽ biết được người này có phải là người có bản năng chăm sóc tốt cho gia đình hay không yeah. hay là mình chỉ vì tình yêu mà mình kết hôn sau đó mình nhận ra là chỉ có một mình mình quan tâm tới gia đình này thôi chỉ có một mình mình yêu mình thôi yeah. và những cái nhu cầu của mình không được thỏa mãn thì dễ dẫn đến mâu thuẫn yeah. đó là một cái um, cái vấn đề yeah. thường xuyên xảy ra yeah. chứ không phải là một vấn đề không phổ biến đâu yeah. dẫn đến chuyện là người phụ nữ bị trầm cảm người phụ nữ cảm thấy bị bỏ mặt lại thậm chí là họ phải một mình bươn chải mưu sinh họ yeah. còn bị đánh đập nữa và không phải gia đình nào cũng lúc nào cũng hạnh phúc ừ. mà đâu đó cũng có những người đàn ông rất là vô tâm dạ. um, chị xem ở trên mạng nhiều khi chị thấy rất là buồn tại vì ừ. có nhiều trường hợp mà vợ chuẩn bị sinh luôn mà chồng vẫn đang đi nhậu ở ngoài á dạ. lúc vợ về thì lúc mà chồng về thì vợ mất rồi ừ. tại vì không có kịp đến bệnh viện dạ. thì lúc đó gào khóc cũng như không và chị thấy rằng là những cái đó nó là thuộc về tâm tính của người đàn ông ừ. bảo là người phụ nữ phải thay đổi như thế nào hoặc là phải làm gì phải tác động ra sao để mà người đó thay đổi ấy, thì rất là khó yeah. nhưng mà nếu có thể để giảm tải được bớt những rủi ro và nguy cơ thì yeah. người phụ nữ ấy, ngay từ đầu là mình mình nên xác định là liệu mình kết hôn với người này á yeah. với những gì mà anh ta đối xử với mẹ anh ta với những gì anh ta đang làm với cuộc sống hiện tại của anh ta về cái lối sống ham chơi hay đi với bạn bè hay bỏ mặt người yêu á anh ta có phải là một người chồng tốt hay không yeah. thì nó phải diễn ra từ đầu rồi yeah. chứ đến khi kết hôn về là nó đã quá muộn màng rồi em không thể thay đổi dạ. một người đàn ông vì một đứa bé hay là vì tình yêu hay là vì sự chăm chỉ của em được dạ. chỉ có sự chủ động của người phụ nữ ngay cả khi mà anh khoa là người rất là tốt dạ. chị cũng không mong cầu nhiều ừ. chị nghĩ là mọi sự tốt đẹp đối xử với mình là sự thêm vào ừ. nếu có thì mình rất là mừng còn nếu mà ảnh đôi khi ảnh bận rộn hoặc ảnh đi chơi hoặc ảnh ham chui một chút thì nó cũng không sao dạ. bản thân mình cũng tự sống được mình cũng có thể tự ăn được ừ. mình thể tự no được mình có thể tự chăm sóc mình được mình có thể dạ. mua được những thứ mà mình thích dạ. nếu mà người đó chăm sóc cho mình thì quá tuyệt vời dạ. có đồng đội của mình tham gia vô hỗ trợ mình có người tiếp thêm cho mình thì mình may mắn lắm rồi dạ. nhưng nếu không có thì sao không có mình phải tìm cách để mà mình tự mình vươn lên dạ. ờ, cái này không phải là nữ quyền hay, hay là tự chủ động gì hết mà là mình phải tự biết rằng là cuộc sống của mình là do mình quyết định, yeah. mình không thể nương nhờ một người, bắt ép một người phải hy sinh cuộc sống của họ để chăm lo cho hạnh phúc của chính mình mà trong khi cuộc sống của họ cũng đang rất là khốn khổ yeah. nên là nhiều lúc mình trông đợi nhiều quá thì chị sợ là mình đang gây áp lực, yeah. mình sợ là gây thêm gánh nặng cho yeah. thêm một người nữa và chị tin là đúc kết lại á nếu như là mình muốn có là một cuộc sống êm đềm á, mình nên đưa ra những cái quyết định mà mình tin là mình đã có sự quan sát thấu đáo yeah. để sau này mình không phải hối hận là tại yeah. sao lúc đó biết trước thì mình đã mình đã không đi vào trong yeah. cái cái vết xe đổ của thế hệ trước hoặc là mình yeah. mình đã không trở thành một cái nạn nhân của yeah. một cuộc sống không hạnh phúc. Yeah. Những như bác sĩ cha là bộ phim chị rất là thích yeah. cũng là một hình mẫu một người bác sĩ có năng lực nhưng mà dành hai mươi mấy năm để phục vụ chồng, gia đình chồng, các con yeah. cho đến cuối cùng thì lại không thể có được hạnh phúc của mình yeah. như mong đợi và đánh mất chính mình ừ. nhưng mà cuối cùng cô ấy cũng biết giành lại được cái sự nghiệp ừ. của mình chủ động hơn cho việc đi tự đi kiếm tiền yeah. tự mua cho bản thân những món đồ mà mình thích ừ. tự lên uh, trang thương mại điện tử mua sắm những thứ linh tinh cho chồng yeah. cho con yeah. thì đó lúc mà cuộc sống mình được dành trở lại và hạnh phúc lại tới với cô ấy ừ. ai mà biết được lỡ những cái người càng vui nhất thì họ lại càng có nhiều kỳ vọng và niềm vui nhất dạ. họ muốn mọi thứ suôn sẻ thì khi mà mọi thứ không suôn sẻ họ sẽ là người dễ sụp đổ nhất ừ. chỉ là một mẫu người như vậy dạ. nên chị cũng không có tự tin mà nói là um, tôi chưa chắc là sẽ trầm cảm sau sinh nên tôi chưa nghĩ tới chị có nghĩ tới nếu trong trường hợp mình là người luôn muốn hài lòng người khác luôn muốn mọi thứ hoàn hảo luôn muốn mọi thứ bình yên giống như mình thể hiện ở trên mạng xã hội ừ. mà mình đụng phải một số vấn đề mà mình cảm thấy không như ý dạ. thì liệu mình có tràn trề thất vọng và mình đổ lỗi cho bản thân mình hay đứa trẻ này không dạ yeah. và khi mình tự hỏi trước những câu hỏi đó thì chị sẽ có những cái phương án trả lời cho riêng yeah. mình thậm chí là có những phương án hành động dạ yeah. để mình được thoải mái hơn chính vì vậy chị đã có <laughs> phương án hành động Đúng chị sẽ không để mình <laughs> rơi vào chủ nghĩa hoàn hảo dạ yeah. như cách các người chị của chị đã luôn luôn nhắc chị khi mà họ biết tin chị có em bé <laughs> họ nói giờ chút xíu không sao nha em em bé ốm một chút không sao nha mọi thứ không tốt lắm cũng không sao ừ. không nhất thiết mọi thứ phải chỉ số hoàn hảo dạ hãy sống một cuộc sống chấp nhận mọi thứ nó cứ tự nhiên bình thường ừ. mình cứ để mọi thứ không hoàn hảo đi dạ. rồi mình sẽ vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất sau khi dạ. sinh ừ. và thêm một lời khuyên chị rất là thích đó là em quan trọng như đứa bé dạ nên đứa bé cũng quan trọng nhưng đôi khi hãy để cho những người khác chăm sóc và dành thời gian đó để em ngủ ừ. để em ăn để em có dinh dưỡng ừ. Để em có sữa, dạ. để em có tâm lý ổn định và để em là một con người như chính em. Tính dạ. chắc là một nửa như chính em đã từng, dạ. chứ không hoàn toàn đánh mất chính mình. Ừ. Thì chị bút một số những cái dịch vụ dạ. để mà massage cho mẹ trước à. khi sinh. Chị chuẩn bị luôn dịch vụ tắm bé, hơ bé, dạ. hơ lá trầu, ừ. uh, hỗ trợ yoga. Dạ rồi vì chị tin là lúc đó chị, chị, như một cái xác không hồn giống như kiểu là ai cho ăn gì ăn ai làm ăn gì làm khóc được cho bố không biết yeah. gì hết mà mình cảm thấy ừ, sao mình sống cuộc sống nó vô, vô tri vô nghĩa quá vậy nhưng mà thật ra nó rất là ý nghĩa nếu mình đã có sự chuẩn bị trước khi mà mình đang còn tỉnh táo mình đang thoải mái yeah. về tài chính mình có để dành rồi thì mình sẽ cho cái phiên bản mà mình yêu thương mình tin là cô ấy rất là yếu đuối á yeah. trong vòng 3 cái tháng mà hoang mang nhất á mình sẽ cho cô ấy được massage yeah. ít nhất một tháng được vài lần mình sẽ cho cô ấy được xong hơi yeah được có người nào đó chăm sóc trị liệu ít nhất một một vài ngày được một tiếng hai tiếng dạ. để cô ấy có cảm giác là cuộc sống này đáng sống ừ. rồi ít nhất là cô ấy cũng có thời gian bên cạnh em bé và cách xa em bé dạ. à, và em bé cũng được chăm sóc tốt ừ. chứ không hoàn toàn một mình cô ấy là làm hết tất dạ. cả mọi thứ và không hoàn toàn là để cho cô ấy có cảm giác chỉ có một mình mình ừ. xoay sở trong cuộc chiến này Dạ. vì sợ vốn dĩ là trong một số những trường hợp ngặt nghèo thì chúng ta sẽ không có người thân bên cạnh như ở nước ngoài nè dạ. hay là chúng ta mưu sinh quá vất vả thì chúng ta phải vừa bên cạnh con vừa phải đi kiếm tiền nhưng mà đa số các trường hợp còn lại á sẽ có bà ngoại bà nội có chồng có những người bạn đôi khi sẽ mở lòng hỗ trợ mình quan trọng là mình có muốn họ bước vào thế giới của mình á, và giúp đỡ mình một tay trong những cái tháng khó khăn nhất hay không chị sẽ tự tha thứ cho chính mình nếu như mà chị không hoàn hảo, chị không làm tốt